Ngày hôm nay bắt đầu năm học mới, đồng thời Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu thực hiện lộ trình giải thể cơ sở dạy thêm trong trường. Hiệu trưởng các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông báo đến nhà đầu tư về việc chấm dứt hoạt động cơ sở dạy thêm trong trường. Theo đó, đối với hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường, hiệu trưởng lập hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm trước ngày 30 tháng 9 với các cơ sở ngoại ngữ tin học, bồi dưỡng văn hóa hoặc là trung tâm ngoại ngữ tin học đang sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường. Hiệu trưởng sẽ thông báo đến các nhà đầu tư chấm dứt hoạt động và lập hồ sơ đề nghị giải thể trước ngày 31 tháng 1 năm 2017. Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau các thời hạn trên, những đơn vị nào chưa thực hiện theo hướng dẫn thì hiệu trưởng nhà trường phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thời gian vừa qua, Sở Giáo dục đã cấp phép cho 82 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên dạy thêm trong nhà trường và 34 cá nhân tổ chức được dạy thêm ngoài nhà trường. Ủy ban nhân dân các quận huyện cũng cấp giấy phép cho 106 đơn vị trung học cơ sở dạy thêm trong trường ở cấp trung học cơ sở và 47 cá nhân tổ chức dạy thêm ở ngoài trường. Thành phố Hồ Chí Minh không cấp giấy phép dạy thêm cho khối tiểu học. Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm học này các đơn vị giáo dục trực thuộc sẽ chấm dứt hoạt động dạy thêm trong trường.